Xin chào mọi người, thì hôm nay mình mới vừa được hãng bên giao con JBL Go 3 mới nhất luôn. Thì hôm nay mình sẽ unbox ra cho mọi người xem như thế nào. Chắc mọi người cũng đã xem cái loa này ở rất là nhiều kênh bên nước ngoài nó đã làm trước đó rồi. Thì may mắn mình hôm nay mình có trước trên tay. Rồi, thì mình sẽ khui trước nha mọi người. Thì Go 3 thì con này cũng cải tiến rất là nhiều luôn so với đời trước. Mình thấy là thiết kế mình thích hơn là so với đời cũ cũng khá là nhiều. Thời lượng pin cũng như Bluetooth của nó cũng tốt hơn, mà giá nó ra còn chát quá các bạn. Giá hiện tại là khoảng 990.000 nhưng mà thấy còn khá là chát. Giá hãng niêm yết là 1.090.000. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo ra. Nó chỉ bằng là cái vỏ nhựa thôi, nhưng mà mình thích bằng giấy hoặc bằng gì hơn. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một cùi phụ kiện. Trong cái vòng tròn như thế này thì chúng ta sẽ có một cái cáp sạc thay si, thì cũng giống như những cái loa khác thì các bạn cũng đã biết rồi, không có củ sạc nha. Tiếp nữa là chúng ta sẽ có con JBL Go 3. Thì Go 3 thì có một cái móc như thế này, rất là tiện cho mọi người bỏ vô vali, bỏ vô ba lô, hoặc là treo ở trên cặp táp này nọ của các bạn ha. Dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái dàn chân nhựa. Thì chân nhựa này giúp chúng ta khi mà để lên trên bề mặt phẳng thì nó sẽ không có bị rung hoặc là bị rớt ha. Rồi, bề mặt nó sẽ là JBL bằng nhựa nha. Cái này bằng nhựa chứ không phải là bằng kim loại. Bên hông á, thì chúng ta sẽ có một cái nút nguồn Bluetooth và cái logo model là Go 3. Rồi bên đây thì chúng ta sẽ có là cáp sạc chuẩn thay si mới luôn, và nó sẽ không có jack 3.5 nha. Rồi, thì thông số căn bản của con này là như vậy. Đó, các bạn nào muốn mua thì cứ inbox mình nha. Rồi, ok, thì nó đã lên. Đó, Bluetooth luôn. Thì bây giờ mình sẽ test sơ sơ cho người xem như thế nào. Và mình sẽ làm rất là nhiều clip bắt test, rồi test nước các kiểu con này nha. Thì con này một cái điều ưu điểm lớn nhất của nó là kháng nước IP67, nên là mọi người có thể ném xuống hồ nước này nọ vô tư. Thì chút nữa mình sẽ test nước con này dưới nước luôn xem như thế nào luôn nha. Rồi, ok. Ok, bây giờ mình sẽ test ở ngoài trời con JBL Go 3 hỗn hợp ở mức volume là 50%. Khá là nhỏ nha mọi người. Ngoài trời con JBL Go 3 ở mức volume là 90%. I'm
tuba y vi de tu manera. Tú eres para mí, yo no sé para ti, vámonos de aquí, que estamos.